Chiều nay tại trường quân sự quân khu 2, Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng đã chủ trì bế mạc hội thi sáng kiến cải tiến trang thiết bị đào tạo các trường quân sự quân khu, quân đoàn, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội năm 2022. Với 60 sản phẩm có chất lượng tốt được lựa chọn từ các nhà trường, hội thi sáng kiến cải tiến trang thiết bị đào tạo các trường quân sự quân khu quân đoàn Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội năm 2022 đã phản ánh trung thực những mặt mạnh về công tác nghiên cứu khoa học, cải tiến trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồng thời chỉ ra một số điểm hạn chế cần khắc phục, góp phần đáp ứng tốt yêu cầu bổ sung, nâng cấp các vũ khí trang bị hiện đại, ứng dụng công nghệ cao cho quân đội thời gian tới. Thượng tướng Ngô Minh Tiến yêu cầu các trường quân sự quân khu quân đoàn Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tăng cường chỉ đạo việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mới theo xu hướng 4.0, tiếp tục đầu tư xây dựng các phim khoa giáo, phần mềm mô phỏng phục vụ huấn luyện, coi đây là hướng đi quan trọng, góp phần tích cực đổi mới phương pháp dạy học.